gì mà ổn. Danny Dũng, ra đón cô nào. Danny Dũng đâu? Phong cách của bói cô lạ quá. Bói cô khác người xíu cho nên không biết gọi bằng gì, gọi bằng cô xin con. Mi thấy ta già làm sao mà mi gọi ta bằng cô mà xin con? Không được. Mi cứ gọi ta là bói cô rồi xưng tên cũng được. Cô ơi, bói cô. Bói cô ơi, hồi nãy cô mới vô đây nè, cô hát bằng giọng Bắc. Múa mai hát bằng giọng Bắc mà kêu Danny cũng bằng giọng Bắc mà sao giờ đổi thành giọng Huế? Mi không biết hết. Mời ta ngồi rồi ta nói cho nghe. Đây, mời cô ngồi. Có cô khát nước không? Quá là khát nước. Hát mà mệt, hát mà mệt. Ở đây có nước ngọt nè, nước nước lọc nè, có bia nè, có Hennessy nè. Sữa không? Sữa ở đây cũng có cô ơi, mà sữa để dành cho trẻ em thôi. Cô hút tuổi cho em rồi. Trời ơi, uống sữa da mới tốt chứ, không biết gì hết. Mi có biết tại sao mà bác này ta nói giọng Bắc rồi biết chưa ta nói giọng Huế không? Dạ không hiểu, không biết. Mi không biết cái gì hết. Không biết. Bác này á là sư phụ của ta ở ngoài Bắc nhập vào, thì đến Little Sài Gòn đi du xuân vui quá nơi. Cho nên là cụ thăm rồi thì sư mẫu của ta ở thành nội Huế sợ rằng là ta đến đây mà không có bói cho mi được thì mi buồn, cho nên nhập vô ta, ta nói tiếng Huế là rửa. Không hiểu với cô. Mi có ăn chuối tiêu không mà sao mà mi chầm tiêu rửa, nói chi cũng không hiểu. Ta nói rằng ta nói chi thì mi cũng phải cười, hiểu chứ ý? Cười thôi hả? Dạ, hiểu, hiểu. Thủ tục đầu tiên. Cái này là cười vô duyên. Bố cô kêu lên đi cười, nói gì cũng cười. Nhưng mà thủ tục đầu tiên có nghĩa là tiền đâu? Đặt tiền quẻ xuống, để ta bỏ vô bỏ, lấy hết mới linh chứ. Tiền á của cô đến nhà nghệ sĩ đầu năm mà cô biết rồi đó. Nghệ sĩ á, thường thường năm nay á, kinh tế đau á, bị xù xô nhiều lắm cô. Coi vậy chứ làm xô cô không có tiền. Ngừng lại. Mi không được gọi ta là cô. Gọi ta là bội cô thôi. Nếu Mi muốn gọi ta là cô thì Mi phải gọi ta là, Mi phải là Dương Hỏa. Còn ta là Tiểu Long Nữ. Thôi thôi, vậy để Danny gọi bội cô. Bội cô, với cô tặng cho Danny một quẻ đi. Đầu năm, nếu mà năm sau mà Danny mà làm ăn đúng như lời của bói cô á, phong thủy mà đúng á, phát tài á, cô bói cô muốn gì ở Danny cũng tặng hết. No money. Nghe thì mà ghét. Sáng đi là ta đi bói cho Mi mà ta quên bói cho ta. Không ngờ là xem bói mà bị xù. Thôi được, đầu năm ta làm phước. Bói ta xem bói free, không tốn tiền cho Mi.
Rồi bữa cô coi thử coi với cái phong thủy này coi lên đi làm gì có đúng không? Được chưa? Đi làm nghề làm đẹp cho phụ nữ, ta thấy là về phong thủy thì ở trong cái beauty salon này là nó thiếu trăng và thiếu hình. Ồ. Ví dụ như cái góc này này là thiếu một bộ trăng tứ quý mai lan cúc trúc. Ở bên góc kia kìa là mỹ treo hình của một người đẹp. Nhưng mà bởi cô ơi, trăng tứ quý mắc lắm, không có tiền đâu mua. Thì ai biểu mê cứ lo là sắm sửa quần áo là xanh xanh đỏ đỏ màu tím màu vàng, rồi là những nữ trang lấp la lấp lắm, rồi thì đồ nghề mỹ phẩm mi sắm chi, đồ chỉ toàn là đồ xịn đắt tiền. Nhưng mà phải đắt tiền vậy thì mới tốt cho khách hàng chứ bố cô. Cũng đúng. Nếu mà không tốt, mình không xài đồ tốt thì da của mình sẽ bị xấu. Mình phải mua đồ mỹ phẩm để mình làm cho khách mà cũng phải đầu tư tiền cho đó, cho nên không có tiền mua tranh. Đúng đi, nếu mà xài mỹ phẩm mà mình xài đồ dọn thì cái da của mình là thối rồi, lên đường luôn. Cô bói hay quá. Thôi bây giờ ta làm răng. Vậy bây giờ bác cô làm cách nào? Thôi, nhắm mắt lại. Bác cô nhắm mắt lại bây giờ hả? Nhắm lại và không nhìn thấy chi trên cõi đời. Nên đi nhắm rồi đây. Nhắm chưa? Nhắm rồi. Thấy chi không? Không. Chữ trăng kia máu khá hiền ra cho chàng nghệ sĩ đẹp sáng với đời. Hồ biển. Bối cô có phép thuật hay quá. Nhưng mà khi mà Danny nhắm mắt lại, Danny nghe bối cô mà ngâm thơ, sao mà giống MC Thúy Anh quá. Trời ơi, mày không biết chi hết. Ta là sư tỷ của Thúy Anh. Bí mật trong hàng nghệ bởi Ni là mi biết rồi. Wow, bởi cô ơi đẹp quá. Bữa nay đầu xuân mà được cô tặng. Ơ lộn, tại vì thấy bởi cô đẹp quá cho nên cứ nghĩ đến cô trong tiểu, trong phim gì đó. Nhưng mà đề niệm phải dừng quá cho nên gọi là bói cô. Ta nói cho mình nghe một lần nữa vậy. Mà tôi cũng không phải là tiểu long nữ nha. Nếu mà cậu nói lộ một lần nữa, tôi nói cho cậu biết nha, tôi bắt cậu về là cậu đừng có cậu tôi nha. Thôi thôi, vậy để Danny cố gắng nhớ, không có kêu bằng cô nữa mà kêu bằng bói cô. Đúng rồi, cô là trái dừa khô. Bữa nay cảm ơn bói cô, cảm ơn nhiều lắm, thank you. Thì bây giờ trở lại cái quẻ đấy. Năm nay đó là năm con hổ. Mà con hổ đấy, coi vậy chứ mà nó gầm gừ thế mà nó sợ rắn lắm. Vậy sao? Cho nên á, tôi đề nghị năm nay khi mà cậu làm ăn á, thì cậu làm chương trình á, thì cứ làm cái gì mà nó cứ múa lượn lượn là tốt đấy. Múa lượn lượn, vậy là tốt. Vậy là có nghĩa là nên đi phải làm chương trình về rắn hả cô? Phải không với cô? Lại thêm một quả chuối tiêu vào mồm cậu rồi. Trọng tiêu, tôi không có nói là cậu làm phim rắn. Thiên cơ bất khả lộ, tôi không tiết lộ được. Tùy cậu nghĩ sao nghĩ, cứ làm cái gì mà nó uốn lượn là sẽ ăn tiền. Thiên cơ.